cho khùng theo mày luôn á. Mày bệnh lâu năm mày giấu hay gì vậy Thanh? Mày cứ cầm nó đi. Rồi tay nào cầm cũng ráo mà không biết kê, không biết lạnh nó trời. Cái đá mà nó lao chừng nào khô. Chứ con cầm nãy giờ con có lạnh đâu. Trời ơi mẹ tao đâu có khùng. Ý mày vô mày lấy cho anh cục khác đi. Mày bệnh lâu năm mày giấu đi, tao không có bệnh. Đồ ngu. Mày làm cái gì? Không có gì. Hả? Không có gì. Có gì là sao mày dở cái thao rồi mày la ông xùm vậy? Mày làm hết hả? Trời cũng làm gì nó la giật mình vậy trời. Làm gì để đổ cá ra vô vậy? Ê, dạ. Em làm gì em đổ cá ra vô vậy? Cho nó xỉu anh ơi. Để nó làm gì? Nó nhốt quá em mà không có được. Chà ơi bà ơi. Rồi mày, rồi em để yên nó đi. Tên nữa chị. Dạ em muốn không nhảy không? Sao vậy? Em vô em lấy cái thao bự ở đây. Trời ơi mày quậy đến chiều luôn, con cá nó cũng không xỉu nữa. Lấy cái thao bự ở đây. Với cái bịch xà bông nữa. Xà bông hả? Cái thao bự nữa nha. A few moments later. Tao chỉ mày một chiêu một thôi làm. Mà làm mới mốt mày về mày làm dâu mẹ Hương mà mẹ Hương không bao giờ làm nữa. Không phải em không biết làm mà tại nó nhớt quá nó khó chịu. Em làm hoài mà nó không có hết nhớt. Thì nó dễ thôi gì đâu. Em múc nước đây. Lại múc nước đi. Đừng cứ dở nó lên nó nhảy nữa. Chứ sao em múc được. Bị nè múc đổ vô cái thao mở vô nước mở đổ vô đây. Ủa mà mẹ kia mày làm mà phải không? Đúng rồi. Mẹ đổ xuống vô.
Thì sao một đòn lạ đổi không chị? Thì cứ đổ vô đi. Thôi anh làm đi. Thì làm đi, tôi chỉ cho 11 rồi làm cá nó không có bị mẹ Hương có la. Mà làm cá nào để xà bông? Trời ơi, thì mày cái giờ mới có nghe tao là chỉ không? Dạ anh múc để vô đi. Rồi, hộp tay quậy xà bông lên. Quậy cho nó lên bột á. Rồi đánh cho bột nó phồng lên coi. Rồi phồng rồi đó. Chưa, phòng đánh nhiều bột lên giống như giặt đồ vậy đó. Thì giặt vậy là giặt đồ được rồi đó. Chưa, cái đánh lên nữa đi. Rồi làm gì chết chết em với anh Thành. Mày làm đi con hồi nữa mẹ Hương cứ chữ mày tao chịu cho. Mày làm đi con hồi nữa mẹ Hương cứ chữ mày tao chịu cho. Trời chết chứ. Chữ em mà anh chịu là chịu sao? Thì mày nói thừa cho tao. Còn có bọt chưa? Có rồi. Rồi bỏ cá vô. Rồi bỏ cá vô. Hả? Rồi ăn được không? Được, sống được. Mày đổ sao mà văn đầy người tao đi. Đổ vô. Đó. Rồi bưng cái hao lại kia để đi. Đi. Sao kỳ ta? Sao kỳ ta? Tôi coi tôi TikTok mình nó dạy vậy á. Tôi coi tôi TikTok mình nó dạy vậy á. Quậy sao bỏ vô lần hồi cá nó hết nhớt à. Là TikTok không? Ừ. Tội trên trận nó nhiều cái chị hay lắm luôn. Anh chưa làm gì chứ hả? Tao có biết làm đâu, thì tao coi TikTok tao thấy nó chỉ như vậy đó. Yeah. Sao anh làm vậy? Yến này coi, Yến người ta là bụng tao đi công việc chút. Làm cái gì mà cầm bông không vậy? Hả? Làm gì vậy? Nó nhớt quá, con làm hoài nó không có hết nhớt. Rồi mày làm sao? Cái anh Thành anh chỉ là để sập bông bột vô. Ai chỉ? Thành. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Chị sao cái con cá nó nhảy quá. Cái anh Thành anh nói là coi dịch tốt thôi. Sao mày không biết mày sợ ta? Hồi nó hết nhớt rồi mình hết cái kiều cũng chưa hết nữa. Hết nhớt mình rửa, mình vô mình nướng muối hết thôi chứ gì trời. Trời ơi, tao lại mày luôn á Thanh ơi, mày quậy vừa đủ cho à nè. Mày quậy gì mà quậy tinh mạnh luôn rồi. Yến là cái đổ yến. Còn con nữa kìa. Anh làm gì chứ chết luôn á Thanh. Báo nữa. Dạ. Yến là cái đổ. Hồi đó giờ tao mới thấy cái kèo mà làm bằng ấy á. Cái đổ để ngâm đó, hồi nó hết nhớt à. Kèo gì chết luôn á. Mấy thằng là nấu lẩu cá kèo nó chỉ con đó. Ôi, ơi. Ai mà làm
là khủng mặt đủ à. Mấy thằng bán lẩu cá kẹo thôi, thôi 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 vừa thôi, cá kẹo ai mà làm xà bông. Chứ bà chị con bả làm lòng heo bả cũng bỏ xà bông vô, bả quậy bả giữ. Cá kẹo này ta chỉ bỏ cho ta trà thôi, còn không mấy muối rồi chứ ai mà xà bông. Trời ơi, hết cái xà bông ra luôn rồi. Báo không à. Rồi con Yến báo là nó cũng nghe lời dữ chứ. Mẹ cũng nghe lời anh Thanh mà. Trời ơi, còn hai băng cá kẹo à. Trời ơi, Yến ơi, Yến. Trời ơi, vợ đậu luôn. Ủa tay thiệt chứ. Con kiếm cá kèo về chắc nãy giờ nhảy hết còn nửa ký hay gì. Còn hết. Hết rồi. Xà bông. Tại giữ vô mày chửi em rồi đó. Rồi giờ dạ, con dở rồi còn miếng nhớt không? Đâu còn miếng nhớt nào đâu, nó còn nhờn dạ, không à. Giờ vô lấy ra. Lấy cho. Lấy cho bỏ vô ra nền trà nó. Rồi lát ra bỏ muối cắt đồ vô trà lại là nó sạch nhất rồi, là ai mà làm cá kèo mà bỏ xà bông bột. Trời. Mẹ có nghe lời anh Thanh không? Nghe gì? Lời nó bán nuôi giống đó, mà nghe lời anh Thanh. Bỏ cho nghe vô. Nghe lời anh Thanh nó quậy cà phê đó. Bỏ cho vô làm gì? Cà phê, tại hồi đó giờ chưa nghe, cũng nghe người ta nói quậy. Bây giờ con cũng chưa nghe, giờ cũng mới làm theo ảnh nè. Ơi, cá kèo mà ai mà làm xà bông. Để làm xà bông nó, mình ăn nó sạch, sạch sẽ. Chừng nào mày về Thanh? Thì chừng nào cũng chán con về. Mày quậy tao đủ mệt rồi đó. Ở nhà tao đã ba con báo rồi. Mệt mà bà xanh mặt luôn á chứ mệt vừa nữa. Trời ơi cá kèo mà kêu con. Cá chay xà bông luôn hả? Trời. Còn nhiều quá. Tao sợ mày không biết mày sợ tao không Thanh. Thôi mày làm đi con đi rồi. Mày đem vô mày bỏ muối rồi vô. Ủa cho mày vô mày trà đi chứ mày kêu tao. Yến ơi. Yến ơi. Dạ. Em vô sẵn em lấy anh cục đá với cái khăn ra đây cho anh luôn nha. Gì vậy? Anh bỏ vô nước đá uống nè, hết nước rồi. Trời đất ơi, kêu nó ra ngoài nó trà, đừng chắc nó để nguyên đầu luôn, không bấm đầu luôn. Cái kèo bấm đầu trời. Bấm một chút bỏ nhá. Không. Để vậy người ta ăn cái ruột của con cá kèo. Thôi, tao không nghe lời mày đó. Ăn ruột cái của con cá kẹo trị bệnh đó, nó tốt lắm á. Cái ruột ăn trị bệnh mà người ta cũng bấm cái đầu, bấm cái râu nó chứ ai mà không, để nguyên con vậy đó. Để mày ăn, ai dám ăn. Không về giùm tôi đi, ông quậy quá quậy rồi. Gì mẹ mới lên chơi có từng lãi mẹ đủ con về. Nè, con đây. Em xả cái khăn nước ướt cho anh đi. Cục đá coi kia kìa, đá này nhỏ xíu, sao uống đi. Đây cục đá trong ấy đó, cho anh Thanh bỏ vô. Đá trong cái chung á. Em đi vô em lấy cục đá cái chung ra cho anh. Mệt. Khi nó lấy cục đá nhúng cái khăn, đưa cục đá với cái khăn nè. Rồi mày làm gì nữa? Thì bây giờ con lau cục đá cho nó ướt cái khăn. Thì bây giờ con lau cục đá cho nó ướt cái khăn. Mày lau cái chuyện luôn hả? Chứ con nhờ nó nhúng giùm cái khăn mà. Trời ơi mày rảnh quá Thành ơi. Cục đá mà lau tới sáng luôn cũng không to xong nữa. Rồi mày kêu nó lấy đá gì nữa. Cục đá ướt nhẹm nè. Thì cục đá thì nó phải ướt chứ sao mà ướt nhẹm. Thì bây giờ con ngồi con lau cho nó khô nè trời. Trời đất ơi lau chừng nào khô không dạ. Sao không khô? Nè mày nhìn coi cái giọt có nhiễu giọt nước đâu. Trời giỡn hoài Thanh. Cái nè. Nè mày thấy có giọt nước nào nhiễu không? Lau cục đá nó khô luôn chứ bộ. Rồi làm gì nữa vậy? Trời ơi trời. Cái chung đâu? Má tôi điên với hai này luôn á. Lấy cục đá cho cái chung. Chứ tôi kêu lấy cục đá. Người ta kêu lấy cục đá. Có chung luôn đem ra đây. Nó kêu lấy cục đá mà cũng nghe là lấy cục đá rồi lau. Cái cục này con lau chưa tan rồi đưa cục này nữa thì sao trời? Ủa là sao? Lại lau cho nó tan cục đá hả? Trời ơi, tôi kêu là lấy cái chung ở trong tủ lạnh đó, nó có đá, ổng cầm nguyên cái chung ra đây. Tự nhiên gỡ giày ra làm chi vậy, mẹ mà cầm con này. Cầm cục đá này giùm con, cục đá thôi, còn để cái khăn đây con lau. Sao cùng theo mày luôn á, mày bệnh lâu năm mày giấu hay gì vậy Thanh? Mày cứ cầm nó đi. Ở tay nào cầm cục đá mà không biết kê, không biết lạnh nè trời, cái đá mà nó lau chừng nào khô. Chứ con cầm nãy giờ con có lạnh đâu. Trời ơi, mẹ tao đâu có
thùng. Ý mày vô mày lấy cho anh cục cát đi. Mày bệnh lâu năm mày giấu đi, tao không có bệnh. Mày đứng đó em mày thùng theo nó luôn á. Đá ai mà hồi đó giờ mới lấy nước đá mà lấy khăn lau, lau chừng nào khô. Mẹ thấy có ai làm giống như con không? Có. Có mình con làm thôi. Thì đó. Bây giờ con lau cái khăn chưa ướt nè mà cục nước đá nó còn nguyên nè. Trời ơi nó bệnh lâu năm. Nó cũng chưa khô nữa hả? Rồi bưng đồ này dẹp đi ở đây lắc khùng luôn. Trời của ảnh nó con có liên quan thôi em đi vô à. Trời ơi, đó giờ mới thấy lau nước đá ông nội cha ơi trên đời luôn. Chứ con vợ nó nhúng dùm cái khăn. Mày ở mày lau đi, tao bệnh theo mày luôn á. Đó giờ tao mới thấy nước đá mà lấy khăn lau lau ngầu khô. Sao không khô trời? Có nước mà rửa một nước đá mày vô, bỏ vô phết tao uống, có tình có nghĩa hơn nó có đâu mày ngồi mày lau hoài à. Tao sợ mày luôn á Thanh, mày sợ tao không? Rửa nó hao nước. Trời đất ơi, thôi mày ngồi đó đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.